máy răng gỗ đa năng Bình Minh, giải pháp tuyệt hảo tận dụng tài nguyên, mang đến lợi nhuận cao cho bà con. Máy băm gỗ đa năng Bình Minh giúp bà con tận dụng các nguyên liệu sẵn có như gỗ thừa, gỗ vụn trong quá trình sản xuất đồ gỗ, đến các thân cành cây gỗ lớn nhỏ hoặc các phụ phẩm khác như sơ dừa, bã mía, tạo nguồn răm nhỏ phục vụ cho ngành chế biến giấy, đốt lò hơi hoặc nghiền ép làm viên nén, hay đệm lót sinh học giảm ô nhiễm môi trường, tăng lợi nhuận đáng kể trong sản xuất. Máy có năng suất vượt trội, sử dụng động cơ có công suất lớn, hoạt động bằng nguồn điện 3 pha 380V, thiết kế với hai cửa nạp tiện lợi, phù hợp với đa dạng các nguyên liệu. Phần trọng tâm khung máy hạ thấp tối đa, thuận tiện khi cấp nguyên liệu và giảm độ rung lắc khi máy hoạt động, kết hợp cùng với 4 bánh xe giúp máy di chuyển dễ dàng. Để phù hợp với các cơ sở nhỏ lẻ đến các cơ sở lớn, công ty chế tạo ra hai dòng máy băm gỗ đa năng. Máy băm gỗ 2T sử dụng động cơ 7.5 đến 11 kW, băm được các thân cây gỗ có đường kính lên đến 10 cm và cho năng suất 400 đến 500 cân một giờ. Được cải tiến hơn so với dòng máy 2T, máy 5T sử dụng động cơ 18 đến 30 kW cho năng suất 2 đến 3 tấn một giờ và băm được các thân cây gỗ có đường kính 16 đến 18 cm. Đặc biệt, với nguyên liệu càng khô, hiệu quả của máy càng cao. Quý khách có thể dựa vào năng suất để lựa chọn cho mình một dòng máy phù hợp nhất. Máy có bộ phận băm nghiền chắc khỏe, thiết kế với 3 lưỡi dao băm chính và 12 thanh búa đập rắn chắc, kết hợp với 4 dao nhíp ô tô dai bền chắc khỏe, được gắn so le trên bánh nà. Bánh nà được làm từ thép tấm dày dặn, giúp quá trình vận hành diễn ra thuận lợi, chống quá tải và duy trì tốc độ ổn định của động cơ. Khi máy hoạt động, hệ thống bánh nà sẽ quay để đạt được tốc độ băm cần thiết. Phần gỗ được đưa vào cửa nạp, nhờ lực quay của bánh đà, dao băm sẽ cuốn cây vào và được hệ thống búa nghiền băm nhỏ một cách nhanh chóng. Dăm gỗ được tạo thành sẽ thoát qua lỗ sàng và đi ra ngoài cửa sàng. Mặt sàng có độ dày 3 ly, thiết kế dày dặn và chắc chắn, đảm bảo độ bền cao trong quá trình sử dụng. Khi mua máy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, chúng tôi đảm bảo cho khách hàng được hưởng những chính sách và dịch vụ tốt nhất. Máy được sản xuất tại xưởng, không qua trung gian, giá thành phù hợp, rẻ nhất so với thị trường hiện nay. Linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Máy được bảo hành miễn phí 6 tháng tại xưởng. Quý khách hàng mua máy sẽ được tặng kèm 4 dao nhíp băm gỗ. Máy băm gỗ đa năng Bình Minh chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách hàng lợi nhuận đáng kể từ những nguyên liệu dư thừa, giá rẻ, không chỉ trong sản xuất mà còn trong chăn nuôi. Vậy còn chần chờ gì mà không nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi tới số hotline 0911 754422 hoặc 0946 249955 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Nếu thấy clip hay và bổ ích, hãy nhấn vào quả chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo mới nhất về clip của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý khách vào các clip sau.